Xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay vẫn tiếp tục là series mua hàng trên mạng. Và món hàng của mình mua hôm nay đó là chiếc quần bơi hiệu Speedo. Bây giờ mình sẽ tiến hành xẻ nó ra. Và đây là loại quần thun ôm bó sát cơ thể. Các bạn nào muốn mặc thoải mái hơn thì nên mua lớn hơn một size với những chiếc quần bình thường. Ví dụ là mình hay mặc size XL thì mình nên mua là XXL, mặc nó sẽ bó bớt sát hơn, thoải mái hơn. Các bạn mua đúng size thì vẫn được thôi, nhưng các bạn nào mặc không quen thì nó cảm thấy hơi bó một tí. Lúc mình mua trên mạng thì mình thấy nó là tưởng nó không phải quần bó, nhưng từ khi lấy về thì nó là chiếc quần bơi bó. Nói chung là vải cũng khá là mịn á, của Speedo. Trên hình là cái dây buộc này nó màu đen và khi lấy về nó màu hồng. Và giá hiện tại khi mình làm video này và lúc mình mua là 89.000, là chưa bao gồm phí ship. Các bạn nào ở mà phí ship này nó sẽ tùy theo vào các bạn ở đâu nha. Nếu các bạn ở thành phố hay là cái gần cái nơi mà bán cái sản phẩm này á, trên Lazada thì nó sẽ phí ship cho các bạn. Còn mình thì ở tỉnh nên mình mua chiếc quần này thì bị tính ship 15.000. Và các bạn nào có quan tâm đến cái sản phẩm này thì mình có để link ở bên dưới phần video mô tả, các bạn có thể click vào đó và tham khảo nhé. Quần này thì co giãn khá là tốt và cũng như vải cũng rất là mịn. Với một mức giá là trên dưới 80.000 thì mình nghĩ đây là một sự lựa chọn không tồi. Mình thì ít mặc quần bơi nên mình cũng không biết giá của nó. Các bạn đánh giá cho mình chiếc quần này nhé, theo giá của nó là có tốt hay không. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye.